Vậy thì chúng ta sẽ giữa hai buổi thì nói chuyện sẽ có chừng khoảng 15 phút nghỉ giải lao, rồi chúng ta sẽ vào tiếp tục và chương trình sẽ kết thúc vào khoảng 1 giờ chiều. Vậy xin mời tiến sĩ Sửa Nguyễn Nhã, ông có cái bài phát biểu đầu tiên. Hello, everybody. Hi, thank you very much. I see almost the people in there in the Vietnamese. I would like to speak Vietnamese. Thank you. Tất cả quý vị có mặt ở đây, tôi rất là hân hạnh đấy và cảm ơn tất cả quý vị. Rất là các giáo sư và các sinh viên của trường đại học Harvard, cũng như là một số các thầy và các sinh viên ở vùng Boston. Tôi cũng xin mượn là cái diễn đàn này, có lẽ là sẽ nói đến rất nhiều người có thể chia sẻ với tôi những cái điều mà tôi nói ngày hôm nay, cũng như là cái tâm tư của tôi. Và như vậy thì trong một không khí ngày hôm nay, cái hội trường nó rộng quá, nhưng mà có lẽ là mình sẽ dễ gần gũi với nhau, mà bởi vì hầu hết thì chúng ta có một cái tâm đó, có thể là cùng chia sẻ với nhau. Vì vậy cho nên là tôi xin nhất sẽ nói một cách rất là ngắn thôi, nhưng mà tôi cũng mong một điều là những cái gì mà tôi nói đó thì có nhiều người chia sẻ. Thì chắc mọi người biết rằng là tôi bắt đầu nghiên cứu về vấn đề Hoàng Sa từ 1974, và 1975 thì tôi đã với tư cách là chủ biên chủ nhiệm kiêm chủ tịch tập san trường địa, tôi đã xuất bản cái số đặc khảo về Hoàng Sa Trường Sa hơn 300 trang rồi. Thế thì sau đó thì tôi thấy rằng là tôi cứ cảm tưởng là bây giờ mình phải làm cái gì thêm, và sau đó sau 1988 tôi đã quyết định, và đến 1996 thì quyết định tôi học đi học cái học tiến sĩ, mặc dù là mình đã có tuổi rồi đấy, và tiếp tục như thế thì tôi đã làm cái luận án tiến sĩ là quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa. Và sau đó thì tôi tiếp tục sưu tầm các tài liệu mới, và chính vì vậy đó thì tôi đã gần như là hoàn thành một cái tập tài liệu khoảng 500 trang. Trong cái 500 trang đó thì tôi dành ra là có một phần thứ ba đó là về luận án của tôi thôi. Cái phần thứ nhất đó là đặc biệt đó, là tôi đưa cái tài liệu một đó là cái tài liệu của người của quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương 1960 đó, thì có nói về cái chủ quyền của Việt Nam nó như thế nào, Hoàng Sa Trường Sa. Và tôi có trích ra khoảng nguyên văn khoảng 37 các tài liệu của phương Tây mà bằng nhiều thứ tiếng, từ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, vân vân đó, nói về vấn đề xác lập chủ quyền của Việt Nam của Hoàng Sa như thế nào. Rồi sau đó cái phần mật thứ hai là cái phần mà tôi chọn lựa khoảng 3 cái bài tham luận của tôi nói về vấn đề liên quan Hoàng Sa, một ở Việt Nam mà cái hội nghị về vấn đề là Việt Nam học đó ở quốc tế ở Hà Nội, và một cái tham luận nữa đó ở Philadelphia ở Đại học ở Temple. Thế thì tôi mong rằng là những cái gì mà chúng ta sưu tầm được, nghiên cứu được đấy, thì làm sao quảng bá cho mọi người, trong đó có người Việt Nam và kể cả nước ngoài. Tôi đã như vậy, đã nhờ dịch thì nhiều người dịch lắm, nhưng mà tôi mong rằng là cái này là tại sao nó perfect English, nó tốt để cho tất cả những người nước ngoài, trong đó người Mỹ có thể đọc được.
và tí nữa thì tôi sẽ chuyển cho ông Thomas về cái tập tài liệu này, xin ông đọc qua và sẽ nhờ cái người nào mà có thể là perfect English cho tôi, và đồng thời là tôi nghĩ rằng là có sẽ có rất nhiều người sẽ chia sẻ. Tôi có gửi một cái đáp tâm thư và đã nhiều nơi, trong đó có báo Người Việt Cali có đăng, có một số có đăng đó, thì tôi vừa rồi tôi có nhận được cái email, ví dụ như là anh Tùng đó, không biết là đâu, nói rằng là đã kiếm cho tôi là một người là ông Philip có thể đọc perfect English chúng tôi đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là như lúc đấy đó là phải bị ở đây thì nói rằng là cái này là muốn tốt đó thì phải có rất nhiều người và thật đi chuyên sâu đó để giúp tôi được. Và như vậy cái mục tiêu mà hàng đầu đó mà tôi đến đây đó để muốn là muốn đánh động và gợi ý để tất cả các giới trẻ ở Việt Nam, nhất là và những người quan tâm đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đó, là quan tâm tới để chia sẻ. Thế thì tôi hy vọng là những cái điều mà tôi nói xưa đây nhé, thì quý vị có thể đi giữa, quý vị có thể là trao đổi những cái gì mà cần thắc mắc trao đổi, tôi sẵn sàng trả lời. Thế thì tôi sẽ tóm được mấy cái ý thế này. Khi 1909, chính quyền Quảng Đông cho là đất, cho là Paracen là đất vô chủ, và từ đó tổ chức sự chiếm hữu cái Paracen đó với cái phương thức giống như của phương Tây đã làm. Đã. Và như vậy tức là gì đó, cử chiến hạm tới, rồi đến rồi là bắn 21 phát súng, rồi dựng cờ, rồi lại bia chủ quyền vân vân. Thì người ta cho là đó là đất vô chủ. Và tôi nghĩ là chỉ cần nhé, chỉ cần là chắc là cho mọi người biết là 1909 khi chính quyền Quảng Đông cho Paracen là đất vô chủ thì cũng thấy rằng là vấn đề là như thế nào rồi. Thế nhưng mà cái có vô chủ hay không đó thì phải nói rằng là hồi đó là Việt Nam mất chủ quyền, và lúc bây giờ đó thì chính quyền Quảng Đông và những học giả Trung Quốc nói là như vậy tại sao lại không có lên tiếng khi 1909 đó, khi mà có hành động như vậy tại sao mà lại lên tiếng, không lên tiếng. Và đúng là chính quyền Đông Dương hồi đó là người Pháp đó, thì đến mãi thập niên 20, tức là 1921, khi mà chính quyền phía Nam của Nam Trung Hoa đó là tuyên bố xác nhập là Paracen đó vào Hoài Nam, thì lúc bây giờ bắt đầu quan tâm. Từ khi mà bắt đầu mà quan tâm đó thì hỏi không sứ Lơ Phôn ở Trung Kỳ đó thế nào, thì sau đó có sự giải đáp, và ông Thân Trọng Huệ là Thương Thư Bộ Binh 1925 năm đó là vấn đề Hoàng Sa thuộc về Việt Nam từ lâu và không thể chơi cái gì nữa, thì ông Lơ Phôn bằng rất có, thì mọi người lúc giờ người và đưa ra một số những cái bằng chứng, và những cái bằng chứng trong đó có chí sử là chủ yếu, không chưa có những cái châu bản như là chúng ta gần đây đã biết đâu. Và vì vậy nhưng mà cũng người Pháp nói rằng là cũng đủ để là chứng minh và chủ quyền của Hà Nam nó không thể cho cãi rồi. Đó, tức là thập niên 20 đấy. Và như vậy thì phải nói rằng là do một cái gì về ngoại giao mà người Pháp thì hồi đó là không muốn hành động, bởi vì lúc giờ ông Beauvais là một người tổng lãnh sự ở Quảng Châu đấy, ông nói rằng là người tốt nhất là về quyền lợi của người Pháp ấy, thì thôi, bởi vì sợ là cái chủ nghĩa Chauvin của Trung Quốc ấy, nó phát triển không có bất lợi cho cái quyền lợi của người Pháp, cho nên là lúc bây giờ chưa có phản ứng. Nhưng mà cái dư luận của người Pháp lúc đó vào cuối thập niên 20 đấy, nhất là 28-29 thì rất là mạnh, và trong đó có tờ EV Economic đấy, và rất nhiều tờ nó phản ứng là tại sao lại im như thế. Và chính vì vậy cho nên toàn quyền Vasquez
đã có một cái quyết định đó, là từ đó có hành động cụ thể, và trong đó có những hành động đó. Ông nói rằng là Paracen thì là chỉ khảo sát hay là giữ bia chủ quyền, nhưng mà ở Trường Sa, ở Trường Sa đó, Party đó, thì ông ấy quyết định là phải tổ chức chiếm hữu để cho người Pháp, cho tức là vì Nam Kỳ là thuộc địa của người Pháp, cho nên là ông đã quyết định là làm thủ tục giống như là phương Tây đã làm, là cũng như tôi đã nói đó. À, và như vậy đó, thì như thế đó là làm đến thập niên đến 30, 31, 32, 33 đó, thì là hoàn thành, người Pháp đã dựng bia chủ quyền và tuyên bố sáp nhập vào vào Bà Rịa Vũng Tàu, và sau này thì là Phước Tuy đấy. Đấy, và tình hình như thế mà đến nhưng mà cái người Trung Quốc thì khi mà tuyên bố như vậy đó, thì lúc bây giờ cũng bận bịu đủ thứ, mà hãy cho đến 1946 khi mà chiến tranh thứ hai chấm dứt, thì quân Tưởng có cái nhiệm vụ là đi là tiếp quản này. Thì lúc bây giờ thay vì cái vị kiến thứ 13 trở xuống thì đã nghĩa là tiếp quản luôn cả Trường Sa cuối 1946 và đến đầu 47 thì lúc bây giờ mới và còn tiếp tục như thế cho đến 1950 và rút ra khỏi. Thì đến 1956 khi người Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ thì lúc bây giờ thì rút ra khỏi, đến tháng 4 của 1956 đó thì rút ra khỏi Đông Dương, trong đó có Biển Đông, Biển Trung, và Trung Quốc là một cái nước mà đầu là giếm ngay cái đảo lớn nhất là đảo Phú Lông ở Trường ở Hoàng Sa, và Đài Loan đã chiếm một cái đảo lớn nhất ở Trường Sa là Ituava, tức là đảo Ba Bể, và cứ thế cứ tiếp tục. Và đến 1974 thì Trung Quốc đã chiếm hoàn toàn cái Hoàng Sa của chúng ta, và như vậy cái diễn tiến, và khi nói diễn tiến nói tôi chỉ nói là 1909 khi mà Trung Quốc cho là đất vô chủ thì nó cũng đã rõ là vấn đề như thế nào rồi. Thế còn cái bằng chứng thì tôi thấy là nó quá nhiều. Tôi đã nghiên cứu thì hồi mà Pháp mà công bố đó thì họ chỉ công bố một số chính sử hay địa lý như là Đại Nam Nhân Thống Chí hay là Lý Dương Chí hay là Đại Nam Thật Lục Chí Biên mà ít thôi. Mà riêng Đại Nam Thật Lục Chí Biên thì ngay cái hồi mà tôi xuất bản cái tập Thanh Sử Địa thì tôi vẫn chưa đọc hết tất cả, và cuối cùng khi mà tôi làm con án thì tôi đọc hết, và tôi thấy rằng là có nhiều những cái đoạn rất cụ thể lắm, và trong cái bức tâm thư của tôi đó thì đã ghi rất rõ. Thì tôi chỉ nêu ra nhé mấy cái điểm quan trọng thế này. Ví dụ chẳng hạn như là một là cái đội Hoàng Sa và Trường và đội Bắc Hải đó, đội Hoàng Sa kiêm quản đội Bắc Hải thì bắt đầu khai thác ở Paracen cũng như là ở Trường Sa về sau này đã từ như vậy là đầu thế kỷ thứ 17 đó. Thì tài liệu tôi đã ghi rất là rõ đó, và trong đó thì cái tài liệu mà theo cái chính sử mà giá trị nhất đó là cái Đại Việt Sử Ký tục biên của cái thời Trịnh Sâm đó thì ghi rất rõ về cái chi tiết đó. Rồi đến một điều quan trọng nữa đó là đến 1816 thì Triều Nguyễn mới bắt đầu được cho thủy quân đi để mà khảo sát, đi mà vẽ bản đồ, đi mà rồi là dựng nên là cắm cột mốc dựng bia chủ quyền, và hàng năm 1836 thời Bị Mạng ấy, thì thành lệ hàng năm, và cứ thế. Và tôi có đưa trong cái tâm thư của tôi đã có đưa rằng là ví dụ 1836 thì đã sai ông Hoàng Phiếu Nhật, mà tôi không ngờ ông Hoàng Phiếu Nhật đấy là xuất đội thủy quân nhé, đưa một cái đội thuyền chiến thuyền đi, thủy quân đi với sự hỗ trợ của cái đội dân binh Hoàng Sa, thì ông lại chính là người của Lý Sơn, là người của Lý Sơn 1826. Thì trong tất cả các tài liệu đó thì tôi thấy rằng là có mấy cái niên đại này đó là chúng ta thấy rất nhiều tài liệu ghi
Ví dụ như là 1816 thì hầu hết tất cả các tài liệu của phương Tây đó thì nói là 1816 thì vua ra từ là Paracen đã thuộc về cô sanh Chana, và vua Gia Long là người đã đến cắm tờ, và có những tài liệu của Gujarat thì nói rằng là 1849 đã nói rằng là ở đây đã đã có những cái trại vệ binh và cái chú vật thu thuế trên thuyền của nhạc viện đó ở Paracen đấy, thì mới đấy thì 1800 và tất cả những cái tài liệu phương Tây, rồi cái tài liệu như tôi nói là trích sử của mình, và đặc biệt đó là cái châu bản triều Nguyễn của chúng ta, triều Nguyễn hiện giờ đó, thì trong cái tài liệu chúng tôi có chỉ ra những cái châu bản, trong đó có bộ công tâu như thế nào, bộ ngoài bộ công thì có bộ hồ, có một số các bộ khác nữa đã tâu như thế nào, rồi là phúc tấu như thế nào, rồi là vua chỉ thị như thế nào. Và theo tôi đó thì không có một nước nào mà tranh chấp với Việt Nam ở Paracen và Hoàng Sa đó, là có đầy đủ những cái chứng cứ của nhà nước nhé, tôi nói là của nhà nước đã làm gì. Tức là tôi nói là nhà nước có thể hiện đó là chỉ thị cho những cái thủy quân của mình làm gì, đi cắm cột mốc, mà cái thời gian cụ thể không có một nước nào như thế, không có một nước nào có những chính sử mà ghi rõ những sự kiện như vậy, và biết bao nhiêu cái tài liệu như địa lý, và không có một cái nước nào mà tài liệu của phương Tây ghi Paracen sơ cắt vàng. Paracen sơ các là sơ tính Latin đó là u là hay là, không có một tài liệu nào của nước của bất cứ một nước nào là Paracen sơ si sa hay là cái gì cả, chỉ có là Paracen sơ cát vàng các đảo Hoàng Sa, và đó là cái bản đồ An Nam hay quốc hỏa đồ của Tabe 1838 đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn dành cái thời gian để chúng ta trao đổi, và trên mạng cũng quá nhiều, và ngay ở đây đó thì tôi cũng có đưa đến cái bức tâm thư của chúng tôi đó, trong đó có một cái sự kiện thế này, tức là một du học sinh khi mà có trao đổi với một du học sinh Trung Quốc về Biển Đông, về chủ quyền thì lúng túng không biết trả lời ra sao. Tôi nghĩ như vậy, tôi bảo là bây giờ tôi chỉ có tóm lại một vài cái thông tin sự kiện rất là quan trọng, rất là cụ thể trong 3 trang hay 4 trang này thôi. Nếu các bạn mà bận lắm là không có thể đọc được thì giờ thì các bạn đọc dùm tôi cái 3 trang 4 trang này, và nếu mà các bạn có thể là dịch ra các thứ tiếng trên thế giới này, tiếng nào mà các bạn học ở đâu đó thì dịch ra để phổ biến cho mọi người để xem là có thuyết phục được cái này không, và khi các bạn trao đổi với người ta đó thì các bạn có thể vững tin không, chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa hay không. Và như vậy tí nữa thì mong là các bạn sẽ trao đổi để thẳng thắn với tôi là những cái gì mà tôi nói đây đấy là có đúng sự thật hay không. Cả đời của tôi đó là đi để cuối cùng đi tìm sự thật về vấn đề chủ quyền của Hoàng Sa Trường Sa, và tôi mong là có mọi người chia sẻ và đừng để chúng ta có tội với cộng đồng của dân tộc. Xin hết xin cảm ơn tất cả quý vị các bạn ở đây. Như là tôi đã nói đó là tôi sẽ tặng một câu vết rồi, vậy là đi cái tổ này nó chưa có gì cả, về tôi mong là ông giúp tôi là perfect English về cái tập tài liệu này, và có thể nhiều người khác sẽ giúp tôi. Xin cảm ơn tiến sĩ Sở Người Nhã đã nói những cái đã phát biểu đưa ra những cái bằng chứng lịch sử của Việt Nam một cách sơ bộ, một cách khái quát, bởi vì là ông đã đưa ra những cái tư liệu mà ông đã thu thập được, và qua cái bản văn tiến sĩ của mình thì
hiện nay chúng tôi đã có rất nhiều, và nếu như mọi người muốn xem chi tiết cụ thể thì chúng ta có thể tra khảo rất dễ dàng trên mạng cũng như là xem những cái bản hard copy ở đây. Nhưng mà qua cái phần trình bày của ông thì chúng ta thấy là cái tâm huyết, tâm nguyện của ông cũng như rất nhiều người Việt Nam là chứng minh rằng là chúng ta là những người chủ thực sự trên Biển Đông. Chúng ta là những tổ tông, chúng ta đã xác lập chủ quyền đó từ những năm rất xa xưa, từ những thế kỷ thứ 16, 17 là những cái thời kỳ mà bắt đầu manh nha là có những cái văn bản lịch sử. Và những cái đó không chỉ là người Việt Nam và cả những người châu Âu, những người mà thời đó với những phương tiện về giao thông hàng hải và địa lý tốt hơn người Việt Nam chúng ta đã vẽ bản đồ và xác lập công nhận cái chủ quyền đó là thuộc về đất nước Việt Nam chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nghe diễn giả thứ hai là tiến sĩ Tạ Văn Tài sẽ trình bày về các vấn đề pháp luật quốc tế có liên quan đến những tranh chấp trên biển đảo. Xin mời tiến sĩ Tạ Văn Tài. Cảm ơn. Thưa tất cả quý vị, thưa các anh chị em sinh viên, tôi sẽ nói tiếng Việt, nhưng mà trước khi tôi nói tiếng Việt thì xin thông báo cái giải bài bằng tiếng Anh. Tại vì có một ông Mỹ kia, ông Mỹ này thì nói tiếng Việt được, nhưng mà cũng gây sự nói một vài cái chính bằng tiếng Anh qua cái giải bài đó. Giải pháp cho, luật pháp cho tranh chấp Biển Đông. My thought is about the legal solutions to the disputes in South China Sea. Luật pháp là thế giới của kẻ yếu trong chống lại kẻ mạnh như Trung Quốc. Những năm gần đây đã đưa ra những lời tuyên bố lấn lướt kèm theo những hành vi võ lực hay đe dọa võ lực chống các nước nhỏ ở Biển Đông. Nhưng mà luật pháp cũng là một thế giới có chính nghĩa. Mà nếu Việt Nam có đủ ý chí chính trị, political will, là danh từ của Tây Phương Mai Dương, thì cũng có thể đem lại đại nghĩa mà thắng hung tàn, như Lê Lợi đã công bố trong bài Bình Ngô Đại Cáo. Tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước quanh Biển Đông, và đặc biệt là Việt Nam và các cường quốc nữa, xoay quanh bốn vấn đề, không phải chỉ một vấn đề như tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đề cập, tức là chủ quyền của người trên Hoàng Sa và Trường Sa. Còn vấn đề thứ hai là khai thác tài nguyên cá biển và dầu khí khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế Exclusive Economic Zone theo cái luật mới, luật biển mới năm 1982. Vấn đề thứ ba tức là lưu thông và khai thác tài nguyên ngoài biển khơi, tức là high seas, hiện nay bị đe dọa bởi cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc vẽ ra rất là vô duyên. Và điểm thứ bốn là vấn đề các cái thềm lục địa của các nước quanh Biển Đông đó, nó rộng tới 200 hải lý và có khi được mở rộng thêm là đến 350 hải lý, thì có thể trùng lấp lên nhau, thì vấn đề giải quyết tranh chấp đó như thế nào? Đó là bốn vấn đề. Nhưng mà cái giảng bài của tôi sẽ nói về ba phương diện luật pháp. Nội dung luật pháp dùng trong luật quốc tế để giải quyết các vấn đề đó. Thứ hai là các cơ chế luật quốc tế. Các cơ chế luật quốc tế qua cái thủ tục thương nghị song phương và đa phương và tài khoán bó buộc có thể giúp Việt Nam và các nước nhỏ quyết vấn đề ra làm sao. Và thứ ba là đặc biệt áp dụng cho Việt Nam, tôi có đưa ra một vài ý kiến về vấn đề dùng luật pháp, hiến pháp và luật pháp quốc nội để khuếch trương nội lực qua cái quyền tự do của dân chúng phát biểu và biểu tình, và như vậy là để củng cố cái tinh thần cương quyết và giữ đất. My three points of legal solution are: first, use the substantive provisions of the international law of the sea, especially the UN Law of the Sea Convention 1982,
and also traditional international law prior to that to solve the four problems. First, sovereignty, territorial sovereignty over Hoàng Sa, Trường Sa. Second, sovereignty over the rights of fish and mineral resource, including oil, in the South China Sea area, especially in the economic, exclusive economic zone of the countries. Third, the navigation freedom in the area of the high sea, which the Chinese nine dot line claim has violated ridiculously. And four, the continental shelf conflict, in case the two continental conflict with two adjacent countries overlap each other. The second type of solution, legal solution, is using the procedural steps in negotiation, mediation, arbitration, and especially compulsory jurisdiction of the international court to tie down the Chinese to those procedures. And the third solution, the internal solution, or using the legal constitutional rights of the people to let them express their patriotism, their right of speech, their right of demonstration, to support a strong policy to defend the Vietnamese sovereign rights on the islands and on the seas. Now, bây giờ tôi xin bắt đầu từng điểm một. Điểm thứ nhất là về vấn đề dùng cái nội dung về luật biển, về xác lập chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa, tức là điểm 1A. Sau khi tiến sĩ Nguyễn Nhã nói về những bằng chứng lịch sử trong thời cổ, thì có một điều tôi muốn nói thêm một chút là luật quốc tế về vấn đề xác lập chủ quyền nó nói rõ là thế này, là nó là theo luật quốc tế cổ truyền có cả đến 300-400 năm nay, là chủ quyền đối với một miền đất thì muốn xác lập phải có sự liên tục hành xử chủ quyền trong hòa bình, nói rõ ý định làm chủ, và nếu bị cưỡng chiếm thì phải phản đối chính quyền mới cướp đất của mình bằng võ lực để ngăn cản chính quyền mới này thủ đắc chủ quyền bằng sự hành xử chủ quyền liên tục. Nói như vậy có nghĩa là sau khi Việt Nam tuyên bố chủ quyền vào những giai đoạn thời Pháp đi nữa, nhưng mà sau này á, nếu mà bỏ cái chủ quyền không nói tới nữa thì cũng mất. Mà tôi xin bổ túc cho việc xác lập chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa bằng cách nói đến những việc xảy ra sau này gần đây. Sau khi Việt Nam và thời Pháp đã có thể có bằng chứng về chủ quyền, rồi thời Pháp truyền đại chủ quyền trên những hải đảo đó cho chính phủ bảo đảm, thì có một số những biến cố chứng tỏ rằng nước Việt Nam hoặc là miền Nam hoặc là miền Bắc cũng đã xác lập chủ quyền liên tục trong những năm sau đây. Thí dụ như sau khi Trưởng Lý Thạch, quân đội Trưởng Lý Thạch rút khỏi Hoàng Sa, thì nước Pháp trao lại chủ quyền cho chính phủ bảo đảm, và Thủ hiến Trung Phần đã ra trong một buổi lễ đó, Hoàng Sa đã nhận lại cái chủ quyền đó. Hội nghị San Francisco về hòa bình sau Thế chiến thứ hai có 51 quốc gia tham dự. Ngoại trưởng Gromyko của Liên Xô xin công nhận chủ quyền của Trung Hoa, thì ông Trần Văn Hữu, thủ tướng của chính phủ bảo đại hồi đó, tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là của lãnh thổ Việt Nam. Tuy rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không tham gia hội nghị, nhưng mà không có nước nào phản đối cái lời tuyên bố của ông Trần Văn Hữu. Vào những năm 50 thì tại Hoàng Sa, Trường Sa chỉ có quân chủ phòng của chính phủ quốc gia Việt Nam mà thôi.
đến khi Hiệp định Geneva chia đất nước làm hai, thì Hoàng Sa Trường Sa theo Hiệp định Geneva đặt dưới quyền chính phủ miền Nam. Những đảo dưới vĩ tuyến 17 được đặt dưới quyền chính phủ miền Nam. Từ 1956 đến 1975, liên tục các ngoại trưởng của Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền trên Hoàng Sa Trường Sa. Năm 1974 xảy ra cuộc chiến của Trung Quốc chiếm đảo còn lại của Hoàng Sa, đánh chiếm như vậy là dùng võ lực, nhưng mà việc dùng võ lực như vậy là trái luật quốc tế, và Việt Nam Cộng Hòa hồi đó cũng đã phản đối liên tục. Ở trong hội nghị Caracas năm 1975, Bộ Ngoại giao công bố sách trắng Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, tức là các cuộc tranh đấu anh dũng của chiến sĩ hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong thời này, mà ngày nay nước Việt Nam thống nhất cũng phải công nhận là những người ái quốc mà không gọi là ngụy quân nữa, cùng với lời phản đối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngay sau đó và những năm sau, thì đó là đóng góp vào việc xác lập chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa liên tục đúng theo tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế cổ truyền 400 năm. Sự đóng góp này càng quan trọng chống lại các luận cứ của Trung Quốc. Viện dẫn công hàm 1956 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng của miền Bắc, đây có cái một sinh viên đã vô website của cái hội thảo này và đặt câu hỏi, thì tôi đã nói là họ quan tâm vấn đề này, thì tôi có thể nói rằng là mình có thể giải tỏa được cái lời của ông Phạm Văn Đồng công nhận lời tuyên bố của Chu Ân Lai xác nhận 12 hải lý của Trung Quốc, tức là về territoriality, là lãnh hải của Trung Quốc, về chiều rộng của lãnh hải đó. Tuy rằng Trung Quốc có nói là lãnh hải này áp dụng cho cả các đảo Nam Sa, Tây Sa và Biển Đông, nhưng mà ông Đồng chỉ nói đến công nhận cái lãnh hải 12 hải lý thôi. Vậy thì ta có thể lý luận dùng Việt Nam bây giờ rằng chính phủ của ông Phạm Văn Đồng trước hết là chỉ đại diện miền Bắc hồi đó, không có thẩm quyền về Hoàng Sa Trường Sa, bởi vì Hoàng Sa Trường Sa lúc đó dưới quyền quản lý của miền Nam. Lời tuyên bố đó không có giá trị theo là vì ông Đồng không có thẩm quyền gì về miền Nam. Bây giờ nếu mà nhà nước bây giờ có can đảm công nhận, hồi đó ông Đồng tuyên bố thì là tuyên bố chơi chơi đấy thôi, không có thẩm quyền, thì tức là có thể xóa lời tuyên bố của ông Đồng đi. Đó là một cách rất rõ rệt về phương diện pháp lý. Một bản tuyên bố, một cái declaration thì không có hiệu lực pháp lý để mà gọi là theo chủ thuyết estoppel, tức là đã nói ra thì là phải theo cái lời nói của mình trong luật quốc lọ. Cái chủ thuyết này không được áp dụng một cách ngang nhiên, đương nhiên cho luật quốc tế, bởi vì phải có những điều kiện. Vậy thì cái lời đó không phải là ngưng lại cái quyền của Việt Nam bây giờ nói rằng chúng tôi vẫn có chủ quyền. Thế điểm thứ ba nữa là thế này, dù rằng có lời tuyên bố mà có giá trị đi nữa thì Quốc hội là cơ quan có quyền lực tối hậu theo cái điều, theo hiến pháp hiện nay thì Quốc hội theo điều 84 có quyền là xét lại mọi chuyện, hiệp ước ký rồi cũng có thể xóa đi. Vậy thì Quốc hội nói bây giờ cái lời tuyên bố đó không có giá trị gì hết, cũng có thể được. Đó là về phương diện pháp luật. Nhiều người ở trong nước Việt Nam thì cũng nói lời của Phạm Văn Đồng chỉ nói đến cái tề 12 hải lý mà không nói đến tề và chủ quyền trên các đảo đó. Vậy thì tức là nói lại cái điểm tôi đã nói rồi. Vậy thì có thể biện minh là cái lời tuyên bố của ông Phạm Văn Đồng không có giá trị ảnh hưởng gì đến vấn đề chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Trong những năm sau này, từ đến năm 1978, 1980, 81, 82, 84, 88, 90, 91, Việt Nam đều tuyên bố đi và tuyên bố lại xác nhận chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa, nghĩa là theo đúng luật quốc tế cứ nhắc đi nhắc lại mãi. Bây giờ mỗi lần có chuyện gì mà động đến Hoàng Sa, Trung Quốc xây cái trường đi thì Việt Nam nên, và tôi thấy rằng sau này gần đây đã tuyên bố đều đều những cái sự phản đối, như vậy là đúng luật quốc tế đó. Đó là một điều nên làm.
cũng như là nên làm đối với vấn đề mà vi phạm quyền của dân chài. Đối với Việt Nam, mỗi lần có một chuyện bắt một thuyền chài là phải tới liền để xác nhận cái quyền của người dân đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tức là quốc tế là phải cứ nhắc thì nhớ lại mới được. Tôi biết là có thể tôi nói nhiều hơn nửa giờ, nhưng mà Phật chiến sĩ Nguyễn Nhã mới nói có 15 phút, vậy thì tôi có thể tấn chiếm thêm 15 phút được không ạ? Vậy để cho nó đầy đủ cho anh chị em nghe. Vấn đề thứ hai là khai thác, dùng luật về vấn đề khai thác tài nguyên cá và dầu khí và kim loại trong vịnh Bắc Bộ và vùng đặc quyền kinh tế Exclusive Economic Zone. Trước hết là về ngành cá trong vịnh Bắc Bộ thì đã có cái hiệp định nghề cá của Việt Nam và Trung Quốc, thì tôi thấy Việt Nam chưa có sử dụng hết cái luật về quốc tế về nghị định này, hiệp định này. Bởi vì sao? Theo cái hiệp định đó thì mỗi lần có chuyện mà tranh chấp thì phải đưa ra cái ủy ban hòa giải, mà không được dùng vũ lực bắt giữ. Ủy ban hỗn hợp Việt Trung về nghề cá phải đem ra cái đã, rồi ủy ban này phải quyết định phân xử theo lối đồng thuận, tức là Việt Nam có quyền nói ngay Trung Quốc và đồng thuận mới quyết định được, chứ không phải Trung Quốc bắt ai thì khác. Ủy ban này chỉ xử theo lối đồng thuận. Rồi thì điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là theo điều 15, 16 hiệp định nghề cá cũng nói rằng mỗi lần có bão táp thì dân chài có quyền được cứu, được trú ẩn trong các hải đảo thuộc lãnh hải nước kia, và như nước kia có nhiệm vụ phải cứu giúp và luôn luôn làm cái hành trình chài Việt Nam có quyền đi qua vô hải, là innocent passage. Vậy thì mấy lần, những cái lần mà ông Trung Quốc cũng đẩy dân chài dù bão táp ra khỏi những cái đảo Hoàng Sa, và ông chỉ rước mấy cái người dân chài thuộc nước khác thôi, là một sự đối xử vi phạm cái luật về cái hiệp định nghề cá này và dã man nữa. Vậy thì tại sao chính quyền không dám dùng cái luật của hiệp định này mà phản đối Trung Quốc một cách mạnh dạn? Đó là điều tôi chất vấn, và tôi nghĩ rằng cần phải dùng luật pháp mạnh hơn nữa. Ngay cái hiệp định đã ký với Trung Quốc, Hiệp định Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 điều 292 cũng nói rõ như vậy, về cái vấn đề mà bắt giữ người để đánh cá phải mau chóng thả sau khi bắt, đóng tiền lấy chân. Thế thì vào trong 10 ngày đấy thì phải theo cái thủ tục khẩn cấp, nó gọi là accelerated procedure, quốc gia của dân chài người bắt giữ có thể đưa ra tòa án luật biển International Tribunal of the Law of the Sea, if lost, viết tắt là if lost, đưa ra tòa án quốc tế đó về vấn đề bắt giữ dân chài. Người dân chài vô sản vô tội thua kém các người nước khác, như là người Nga chẳng hạn. Thế thì mà một ông đại tá Nga phải can thiệp là tại sao mà không có phản đối trong cái chuyến viếng thăm của cái tàu Nga Pantelejev ở Đà Nẵng năm 2009 đó, thì ông ấy chỉ trích Trung Quốc hộ Việt Nam là cấm đoàn tàu đánh cá Việt Nam, và ông nói là Nga sẵn sàng giúp đỡ. Tại sao mình phải để cho nước Nga nói dù mình như vậy? Phải dựa vào luật pháp mà đấu tranh với Trung Quốc. Khai thác cá và tài nguyên và dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế, tức là ngoài vấn đề bị Bắc Bộ thì ở trong vùng đặc quyền kinh tế, tức là dọc theo bờ biển Việt Nam cách bờ biển 200 hải lý, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì theo luật biển mới năm 1982, trong vùng đó Việt Nam có quyền độc quyền kinh tế để khai thác cá và dầu khí và khoáng sản. Điểm thứ nhất cho tới ngày là cái đường lưỡi bò mà lấn chiếm vào một vài, không có lấn chiếm nhiều, tôi có đi ở Houston tháng năm, đầu tháng năm vừa rồi, thì họ cũng vẽ nhưng mà không có lấn chiếm nhiều, vì đó họ vẽ phần lớn là ở vùng giữa biển Đông, nhưng mà có lấn chiếm một phần khoảng mấy cái lô đất của Việt Nam, lô dầu của Việt Nam, thì mình có thể phản đối liền.
bây giờ phản đối như thế nào về vấn đề quyền khai thác cá và dầu khí khoáng sản trong vùng đặc quyền kinh tế, thì tôi nghĩ là có thể dựa vào cái định nghĩa trong luật biển 1982 về đá và đảo. Thế nào là đảo? Thế nào là đảo? Thì tôi có nghiên cứu về vấn đề này một chút và thấy rằng thế này, luật ở trong về đá và đảo trong hiệp định đó rất rõ là những bãi đá thì tức là những cái họ định nghĩa, cho nên là cái luật điều 151 định nghĩa đá và đảo như này, có hai loại đảo. Điều loại thứ nhất ấy, là loại đảo thực sự là đảo, thì họ định nghĩa thế này, miễn không phải là thuộc loại đảo thứ hai tức là loại đá thì là loại đảo thứ nhất, tức là có thể có người cư ngụ được và có đời sống kinh tế tự túc, sustained human habitation or economic life, thì cái đảo đó nó sẽ có lãnh hải territorial sea 12 hải lý, có vùng đặc quyền kinh tế exclusive economic zone 200 hải lý đi ra. Thế còn nếu nó chỉ là đá thôi á, thì là chỉ có territorial sea là 12 hải lý đi ra từ cái mỏm đá đó mà thôi. Thế còn vấn đề đá ngầm thì có phải là đá không? Không, đá là phải trồi lên khoảng mặt nước thì chiều lên vẫn còn ở trên, còn đá ngầm không phải là đá, được coi là có territorial sea. Vậy thì định nghĩa của luật nó rất rõ ràng như vậy. Bây giờ ông Trung Quốc ông vô cái vùng economic exclusive economic zone của Phi Lợi Tân chẳng hạn, hay là Việt Nam, mà ông nói là ông chiếm mấy cái hòn đá đó và ông có một cái khoảng thẩm chủ quyền của ông đến 200 hải lý tính từ đó đi ra, ông độc quyền kinh tế thì là nói như vậy là nói sai luật. Bởi vì sao? Chỉ có nào đảo thì mới có 200 hải lý đi ra, đá là không có. Thì ông có chiếm được một cái đảo Scarborough của Phi Lợi Tân thì ông chỉ có 12 hải lý đi ra từ đó mà thôi, còn tất cả những vùng biển chung quanh đó ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Phi Lợi Tân, cách bờ biển nước Phi Lợi Tân dưới 200 hải lý thì tất cả những vùng chung quanh đó vẫn là của Phi Lợi Tân, và Phi Lợi Tân vẫn có quyền khai thác về cá và dầu khí khoáng sản dưới đáy biển. Ở phía Việt Nam cũng vậy, nếu mà những cái gì mà đảo Côn Sơn thì chắc chắn ở trong vùng đảo của Việt Nam. Vậy thì dựa vào cái luật định nghĩa đảo và đá này, mình có thể đưa vấn đề tranh chấp những cái đảo mà ông Trung Quốc cũng chiếm, mà ông đòi hết tất cả vùng biển xung quanh ra tòa án luật biển. Mà cái thủ tục này đấy là bắt buộc, tức là lôi cổ ông ra được, dù ông không bằng lòng thì cũng không trốn được, như là trốn cái tòa án kia là cái tòa án công lý quốc tế International Court of Justice, là cái tòa án mà họ phải có công nhận thẩm quyền theo Optional Clause thì mới được Trung Quốc ra được. Trung Quốc có bằng lòng ra thì mới ra tòa án được. Còn cái tòa International Tribunal of the Law of the Sea đó, trong luật 1982 là mình có thể lôi khổ cái người đối phương thì ra được, miễn là mình có vấn đề tranh chấp phải yêu cầu tòa án giải quyết về một điều khoản. Chúng tôi nghĩ rằng mình có thể yêu cầu tòa án nó giải thích cái đá đó, cái đảo đó có exclusive economic zone hay không, hay là chỉ có territorial sea, dù ông Trung Quốc có chiếm cái đó, ông không có thể làm chủ tất cả các vùng biển xung quanh. Vậy Việt Nam hay là Phi Lợi Tân vẫn có quyền khai thác dầu lửa tại cái vùng đó, dân trại vẫn có quyền đánh cá ở cái vùng đó, vì nó ở trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam hay là của Phi Lợi Tân, và lôi cổ ông ra theo thủ tục bó buộc, nghĩa là cứ để đơn là ông phải ra sau khi có những biện pháp hòa giải. Nhân thể tôi nói thêm về những cái biện pháp hòa giải đó, thì là chúng tôi có dịch và chú thích hồi với giáo sư ở với ông tiến sĩ Vũ Quang Việt, có dịch và chú thích về cái vấn đề mà các cái thẩm quyền bó buộc của cơ quan tài phán, thế này thì cũng có gửi ở trong website của các bạn thì phải. Thì
nhiều thủ tục, nhiều vấn đề đều có thể đưa ra các thủ tục bó buộc tài phán. Sau khi đã đưa ra hòa giải không xong, hay là thương nghị với nhau không xong, hay là cơ quan trọng tài không xong, thì vẫn có thể lôi ra tòa án cơ quan tài phán đó được. Vậy thì để bớt thì giờ chúng tôi chỉ xin nói là có cái thẩm quyền bó buộc đó mà Việt Nam có thể sử dụng được. Và vào chi tiết thì xin các bạn đọc ở trong website. Vùng biển khơi quốc tế, tức là vấn đề thứ ba mà đường lưỡi bò vô duyên của Trung Quốc chiếm hết và tại Biển Đông, thì tức là cái đường lưỡi bò này là cái đường không có một căn bản pháp lý nào trong luật quốc tế. Nó chỉ được một hai học giả Trung Quốc vẽ ra vào năm 1947, rồi thì Trung Quốc xác nhận là đấy là cái vùng biển lịch sử của mình. Nhưng mà các nước Đông Nam Á đã chứng minh rằng biển lịch sử đó không phải là biển lịch sử của Trung Quốc, biển đó không phải là biển lịch sử của Trung Quốc, mà các nước Đông Nam Á đã đi qua cái vùng biển này từ bao nhiêu đời nay rồi. Có một cái bài báo họ viết, họ chế nhạo ở Trung Quốc rất rõ rệt, là bài của ông, bài trong Asia Sentinel. Tôi xin chỉ nói cái đề tài thôi, là viết vào tháng 4 ngày 23, The China School View of South China Sea History, là cái nhìn thiên lệch của Trung Quốc về lịch sử vùng biển Nam Trung Hoa. Cái chữ biển Nam Trung Hoa không phải là của ông Trung biển phía, nó chỉ có nghĩa là cái biển ở phía Nam Trung Hoa thôi, chứ không phải là, bởi vì Tây Phương nó dùng chữ South China Sea chứ không phải là của ông China đâu, mà là cái biển phía Nam của ông Trung Hoa thôi. Và các nước khác ở Đông Nam Á họ đã chế giễu, và ông này ông tóm được lại trong cái bài đó. Nếu mà các bạn mà muốn biết thì tôi sẽ cho biết sau. Tức là cái vùng biển Đông, là Đông, biển Đông hay là biển Nam Trung Hoa, là các nước ở Đông Nam Á đã sử dụng từ bao nhiêu ngàn năm rồi. Ông Trung Quốc không nhận vờ được. Ông nhận vờ là bị hai ông học giả vẽ ra, rồi từ đó ông nhận. Mà ông nhà nước Trung Quốc cũng không dám nhận. Bây giờ đâu có dám nhận. Nói là có bao giờ nói là mình đòi cái quyền đó đâu. Chỉ có cái công ty dầu lửa Trung Quốc, là công ty mà khai thác biển, dầu biển khơi của Trung Quốc là China National Offshore Oil Corporation, CNOOC. CNOOC. Cái công ty đó nó mới ngang nhiên, nó vẽ ra một cái bản đồ biển Nam Trung Hoa. Trong cái đường lưỡi bò là họ phân lô rồi, và họ đi gặp họ hội nghị ở Houston đầu tháng 5 vừa rồi. Họ lại phân lô ra y như là chào mời các đại diện hãng dầu ở Trung Quốc ở trong cái hội nghị đó mà đấu thầu với Trung Quốc đi. Hội nghị đó là 85.000 người tham dự, 2.500 hãng tham dự. Tôi đi dự, tôi tham dự cái panel của ông CNOOC đó. Tôi thấy chứng tài gai mắt, phái đoàn Petro ngồi đó không nói gì hết. Tôi với tính cách Việt kiều, tôi không sợ mất job, không sợ mất việc, tôi không sợ đi hội nghị với Trung Quốc thì bị đầu độc. Tôi đứng lên tôi nói can đảm hơn, tôi nói tôi chất vấn họ. Tôi bảo bây giờ ông vẽ cái bản đồ đó, tôi hy vọng là ông chỉ vẽ với tính cách nói rằng tài nguyên ở trong cái khoang của đường lưỡi bò là nhiều lắm, chứ còn ông vẽ ô ông định mời chào đó thì nếu nó là mâu thuẫn với cái quyền của các nước lân bang trong cái vùng đặc quyền kinh tế của họ thì sao? Và nước tàu có cái tài nguyên về dầu shale oil, tức là dầu ở trong đá nhiều nhất thế giới trong những cuộc nghiên cứu gần đây, thì cái nhu cầu về dầu lửa Biển Đông của các ông đâu có những nỗi mờ cấp thiết đến như vậy. Ông có một bằng cái nguồn tài nguyên lớn lắm mà. Hai câu hỏi đó thì ông tàu ông trả lời, ông đại diện của CNOOC nói rằng great question, câu hỏi rất hay, nhưng mà câu hỏi ngày hôm nay tôi chỉ nói về Biển Đông, chưa tôi nói dầu ở bên lục địa. Điểm thứ hai ngày hôm nay tôi nói về kỹ thuật khai thác dầu, chứ tôi không nói về chủ quyền khai thác. Tôi lộng trốn luôn, nhưng mà ông vẫn khen tôi câu là great questions. Như vậy là Trung Quốc biết cái sự vô duyên của mình,
không dám nói công khai để cho các hãng dầu nói, và hãng dầu lúc bị chất vấn cũng lẩn trốn luôn. Vậy thì không dạy gì, không sợ gì mà tôi không dùng luật quốc tế mà chất vấn Trung Quốc trong các diễn đàn quốc tế. Vấn đề thềm lục địa thì dễ giải quyết là vì nó là một cái định nghĩa địa dư, nó đi từ bờ biển ra đến 200 hải lý. Nếu mà có lời tuyên bố xin nới rộng thềm lục địa ra 350 hải lý, nộp đơn ở Liên Hợp Quốc thì cũng được. Nhưng mà nếu có trùng lớp, thí dụ giữa đảo Hải Nam với Việt Nam thì phải thương lượng, cũng lại theo luật biển thì hai bên phải thương lượng. Vậy cái sự thương lượng giữa Việt Nam Trung Quốc trong trường hợp trùng lớp, hay là giữa Việt Nam và các nước khác trong trường hợp trùng lớp, là việc theo luật là phải làm và nên làm. Vì vậy cho nên mỗi lần có sự thương lượng về vấn đề thềm lục địa trùng lớp chẳng hạn, hay những vấn đề cần thiết như nghề cá mà cùng kinh tế hai nước chạm nhau thì là phải thương lượng. Và tôi nghĩ là đồng bào hải ngoại không nên gọi là hiểu lầm hay là bôi bác, cố ý bôi bác chế độ bằng cách nói ôi lại thương lượng với Trung Quốc, lại đầu hàng rồi, lại bán đất bán đảo rồi. Nhưng nói như vậy là không hiểu luật quốc tế. Tức là sự thương lượng là phải có và nên có trước khi mà tranh đấu gay gắt hơn. Bây giờ dùng cơ chế luật quốc tế thì chúng ta nói để mà đưa ra các cái vấn đề thương lượng song phương, đa phương và tòa án tài phán quốc tế thì tôi đã nói sơ qua rồi. Bây giờ tôi sẽ nói với cô rõ hơn một chút. Luật biển đó, năm 1982 nói vấn đề hội nghị thương nghị song phương là luôn luôn là có đặt vấn đề đó. Họ đặt vấn đề là ngay cả vấn đề quan trọng về vấn đề quân sự như thế này, là về vấn đề quân sự thì những nước ký hiệp định ấy, có thể có dùng cái biệt lệ nó gọi là optional exception, không chấp nhận quyền tài phán bó buộc của cơ quan tài phán trong công ước về những vùng tranh chấp về biên giới biển, tức là giữa hai nước như là Vịnh Bắc Bộ, về những vùng vịnh lịch sử chẳng cả thì không có ở Biển Đông, hay là các hoạt động quân sự hay thi hành cảnh sát law enforcement về vấn đề biển, ký hiệp mà dính dáng đến những vấn đề có tính cách gọi là chủ quyền và an ninh như vậy đó, thì họ nói rằng không phải bó buộc đưa ra ngay tòa án của tội luật biển, nhưng mà vẫn phải hòa giải trước cái đã, hay conciliation chứ. Phải nhé, họ dùng chữ phải hòa giải, tức là phải qua thủ tục thương nghị, phải thương nghị với nhau, phải đưa ra các tòa án, nhưng mà không xong đó, thì lại phải đưa ra tòa án tài phán bó buộc ở điều 287. Như vậy á, thì nói chung đi còn lại là lúc đầu thì vấn đề là thương lượng tự do giữa hai bên và hay là đa phương, nhưng mà cuối cùng cũng lại phải đưa ra tòa án bó buộc. Có nghĩa là gì? Vẫn lôi Trung Quốc ra tòa án được sau khi thương lượng cũng xong. Phải đọc kỹ luật để mà buộc cùng Trung Quốc như vậy, chứ không có sợ gì hết. Đó là vấn đề quân sự, nhưng vấn đề thi hành quyền cảnh sát trên biển là mình có quyền như vậy. Còn nhiều vấn đề khác cũng có thể đưa ra các cái thủ tục bó buộc. Bây giờ tôi cũng không có nghĩ là nên đi vô chi tiết nhiều quá để các bạn đọc ở trong một website này. Nhưng mà có một điều căn bản là mỗi một lần mà động đến vấn đề giải thích cái điều gì của cái luật biển đó thì đều có thể đưa ra tòa án quốc tế luật biển. Thành ra mình cứ bị giỡn là chúng tôi nước nhỏ thắc mắc về điều này, vì Trung Quốc làm cái chuyện gì đó khi luật tân Việt Nam cùng đưa nhau thì đưa ra càng hay, để vì một mình Việt Nam đưa ra thì có vẻ kình chống ông Đà Nẵng quá, đưa ông Trung coi cùng làm với ông Phi Lợi Tân chẳng hạn, đưa ra tòa án để xin giải thích về cái điều thắc mắc này, lôi Trung Quốc ra tòa bằng cách đó. Không cần dùng đến cái tòa án công lý quốc tế là International Court of Justice ở The Hague, La Hague, bởi vì cái tòa án nó cứ có cái điều khoản optional clause, tức là
phải có ông Trung Quốc bằng lòng mới lôi chúng ta được. Cái tòa án luật biển nó không có sự bằng lòng vẫn lôi ra được, đó là cái điều mà tôi muốn nói rõ để các bạn thấy. Bây giờ dùng luật pháp quốc nội, mình còn bao nhiêu phút? Kể cả lấn chiếm một phút mà. Rồi, thế bây giờ đấy, tôi sách nắm phần thứ ba để các bạn có nhiều giờ suy nghĩ mà phải đặt câu hỏi là dùng luật pháp quốc nội, tức là hiến pháp luật pháp trong nước để mà củng cố nội lực để đấu tranh với hải ngoại, với địch địch ở hải ngoại, ở trên trường quốc tế. Tại sao vậy? Nước Mỹ họ nói câu là chiến tranh ngoại giao là do nội bộ quyết định, cái đó rất đúng. Bây giờ mấy ông ở trong ủy ban ngoại giao thượng viện, ông John Kerry đang bàn vấn đề mà có nên Mỹ có nên ratify phê chuẩn cái hiệp ước biển, hiệp định biển hay không? Ông họp hội nghị trong ủy ban ngoại giao thượng viện Mỹ có bà Clinton đến thuyết trình, có ông bộ trưởng quốc phòng đến thuyết trình, có ông tham mưu trưởng liên quân đến thuyết trình, ông bạn Phong Valery của chúng ta đấy cũng có ngồi trong đó, họ thuyết trình về vấn đề đó. Nhưng mà cái nhu cầu nội bộ nước Mỹ là mấy cái phe bảo thủ họ nghĩ rằng chưa nên phê chuẩn nội. Vậy thì cái chính sách ngoại giao của Mỹ của bà ngoại trưởng trình bày rất rõ như vậy mà cũng vướng mắc, cũng phải lên các ông cộng hòa, bởi vì ông cộng hòa cũng dựa vào quyền lợi của các nước, của các cái hãng lớn trong nội bộ nước Mỹ, tức là những hãng mà nó có đủ kỹ thuật, nó khai thác dầu ở biển sâu, nó có thể kỹ thuật nó bảo với những kim loại ở trong đáy biển mà nước khác không có. Nó muốn rằng không công nhận cái vùng kinh tế đặc quyền 200 hải lý mà chỉ có 12 hải lý của Territorial Sea mà thôi, để nó có thể nó sang gần bờ biển Trung Quốc, gần bờ biển Việt Nam, nó khả thi. Tôi nghĩ là nó có cái chuyện đó, cho nên là nó cứ muốn lì cái mặt ra, nó không khai thác. Nhưng mà bà Clinton nói lý luận chính người vượt nước Mỹ đó, cần cái 200 hải lý vùng độc quyền kinh tế để bảo vệ quyền lợi dọc hai bờ biển rất lớn của nước Mỹ, không có nước nào có bờ biển dài như nước Mỹ, rồi vẫn có thể cộng tác với các nước khác, rồi có kỹ thuật cộng tác các nước khác khai thác ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, đâu có mất gì. Vậy thì mình thấy là cái việc phê chuẩn hiệp định quốc tế của Mỹ nó dính đến chính trị nội bộ của Mỹ, nó dính đến lòng tham của các hãng của Mỹ như vậy. Vậy thì vấn đề nội bộ Việt Nam cũng phải dùng luật Việt Nam để mà đấu tranh với Trung Quốc. Có nghĩa là gì? Các ông lãnh đạo mà sợ Trung Quốc, đi ăn tiệc với Trung Quốc thì bị đầu độc, làm gì thống ra phải chống Trung Quốc, uống cà phê xong tối về nhà cứng đờ giống như công an Nguyễn Văn Hưởng đã nói. Thì đó, tôi đề nghị cho bài phát là thế này: tất cả biểu quyết trong quốc hội, trong ủy ban trung ương đảng chính trị bộ với liên quan đến vấn đề Trung Quốc bầu phiếu kín, không ai biết ai chống Trung Quốc hết, có một vài phiếu đa số phiếu chống Trung Quốc không bằng lòng những cái chuyện cho người, thì họ không biết là ấy. Họ có đút lót tiền cho một số người thì cái người đút lót cũng có thể nói rằng tôi bỏ phiếu cho Trung Quốc mà không biết đứa nào cũng bầu cho Trung Quốc, vẫn ăn tiền được mà vẫn thắng. Vậy thì cái giải pháp là pháp lý là cứ bầu phiếu kín đi, không sợ gì hết. Tôi có đề nghị là như vậy trong cái bài của tôi, giống như là quốc hội đã bầu phiếu kín và dám chống thủ tướng giống về vấn đề đường sắt cao tốc trong những năm vừa qua, 1-2 năm trước thì phải. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đối với dân chúng á, họ có đi biểu tình, họ tỏ lòng ái quốc của họ, họ tỏ lòng bằng tự do ngôn luận trên báo chí, thì họ mới có gọi là một cái thứ hội nghị riêng hồng thường trực để mà nhà nước cứng lưng, chống lưng được, chống lưng chống lại những sự đàn áp của Trung Quốc, có phải không ạ? Bởi vì người dân đâu, họ đâu có trần nhãn đầu độc tất cả dân chúng Việt Nam,
họ biểu tình mà nhà nước có thể dùng luật pháp mà nói với Trung Quốc là thế này: chúng tôi là nước, nhà nước pháp quyền, chúng tôi tôn trọng quyền biểu tình, quyền phát ngôn của dân chúng, họ nói làm sao chúng tôi ngăn cản được, đó là nhà nước pháp quyền, chúng tôi văn minh mà. Vậy thì ông Trung Quốc ông đừng có xía vào nội bộ của nước thôi. Ông muốn ra thì ông ra, ông sang bên Việt Nam, ông ra báo bằng tiếng Việt, ông nói thì quan điểm của ông đi. Còn chúng tôi không can thiệp vào việc bày tỏ lòng ái quốc của dân Việt Nam. Và nhất là của quân đội Việt Nam, là đã đổ mất bao nhiêu xương máu, bao nhiêu cuộc chiến. Năm 1979, kéo dài đến năm 1988, những người quân đội đó không bao giờ đầu hàng Trung Quốc. Xin cảm ơn quý vị. Và Trung Quốc sẽ đầu hàng. The story of the South China Sea. Cái bài nói đó có nói đến ba điểm mà Trung Quốc sợ. Trung Quốc không sợ. Trung Quốc sợ thế nào? Trước hết là có một điều thứ nhất, mặc dù những cái công ty như là Sinopec sẵn sàng khai thác một cách vội vàng ở Biển Đông, như tôi đã trình bày cái hai cái hoạt đồ trên Biển Đông, họ vẽ phân đồ để mời chào. Nhưng mà cái bài báo có nói là nhưng mà nhà nước tàu rất là ngại, có vẻ gọi là aggressive, xâm lấn quá. Nhà nước tàu họ vẫn văn minh hơn là mấy cái ông quốc doanh tàu, họ muốn tỏ vẻ nước tàu văn minh. Điểm thứ hai đó là dùng biện pháp quân sự để mà lấn chiếm các đảo thì cũng có thể họ làm được, nhưng mà họ rất ngại là vì sao? Họ mong rằng là sau này còn được làm được, còn được có cái sự thiện chí của các nước Đông Nam Á để làm cái chuyện gọi là joint development, cùng khai thác tài nguyên. Thí dụ như bây giờ ở gần Phi Lập Tân, gần Việt Nam có mỏ dầu, khám phá ra mỏ dầu lớn lắm mà Việt Nam muốn cùng không khai thác, không những là với Mỹ mà với Trung Quốc. Vì ông Trung Quốc cũng gây hấn đó, thì vì sao Việt Nam hay Phi Lập Tân phải chạy không chơi ông Trung Quốc? Thì cái vấn đề joint development đó là ông Trung Quốc bị tẩy chay nước ngoài, thành ra họ rất ngại việc dùng quân sự lấn chiếm, là vì họ muốn giữ cái thiện chí để mà có thể có joint development sau này. Đó là cái ngại thứ hai. Cái ngại thứ ba đó là ông ngại nhất là ra tòa, cường quốc mà thua trước tòa thì rất là nhục, cho nên là ông cứ trốn tòa án thôi. Nhưng mà tôi đã trình bày với quý vị mình có thể lôi ông Trung Quốc ra tòa. Xin chào mẹ. Good morning, ladies and gentlemen. My colleagues here from Harvard can tell you that you're at the home of the Harvard Yenching Institute. And Dr. Nya, I want to thank you so very much for your PhD dissertation. I have given it to our Harvard Yenching librarian, who everybody here, please stand. Everybody here is a friend of. She's the librarian who packed up the Vietnamese collection here. And I have given her your dissertation, and we will put it in the library. And someday, someone from Harvard will know something about what you were talking about. I am not that person. I think the subjects that both you and my colleague and friend Dr. Tai have talked about is an area where there certainly needs to be a lot more scholarship at the level that we have in some other areas with respect to Southeast Asia and Vietnam in particular. But I think right now we don't have that. So it's a very nice gift for us to have, and we thank you very much. We thank you for your presence. Now we have a historian and a lawyer. We heard the historian and the lawyer. You know, I'm going to describe myself today as the politician. And
try to talk a little bit about the issue that you want in political terms. At our institute, our center at Harvard, we study contemporary issues in Southeast Asia. A lot of it is anchored in Vietnam, but we have a pretty vibrant program in studying Indonesia. And I have moved a little bit from Vietnam into the study of Myanmar. But we do look at that in relationship to China and India and other places. And I'm going to talk a little bit today about the emerging issues in the EC. So again, thank you for having me. I'm going to try to make this a little bit more interactive with the audience, because I gave Dr. Nha the current issue of the Atlantic Monthly Magazine. The Atlantic Monthly Magazine is one of the premier American public opinion, you know, it used to be a literary magazine, but it's now a very, very important a very, very important magazine in America about public affairs. And this first slide is from this issue. This is the current issue of the Atlantic Monthly Magazine, and here is the one of the major stories in the magazine today has to do with what both of our previous speakers were talking about, one from a legal perspective and one from a historical perspective. And you know, my question is, and I don't know the answer. I don't know the answer. But I'd be interested in asking you, why do you think the Atlantic Monthly has this article in this issue? Now, you could say that's because they just, you know, the author, Robert Kaplan, wanted to do it. Why do you think it's there? Why did this issue become what it is? I mean, something more than what was described about. Does anybody have an idea? Anyone in the audience? Why this issue of the EC and the various issues that were described in full today, the whole issues of you know, what part of the, you know, the sort of, I think if we have the next slide, we can see a better. This next slide comes from is a better slide of our representative here from the UN mission, and I, Mr. Chi, were at a conference a few days ago, and this was the slide they brought there just to sort of graphically show you what the nine dash line looks like. This is what's called the nine dash line. That's just what it is. The Atlantic Monthly version of that isn't as clear. So I thought that I would bring this slide just to show you what it is. The one from the Atlantic has in it some more of the history and the dynamics of it. So you know, why is this an issue now? Does anyone have a thesis? Why all of a sudden one of the premier American magazines is, you know, how did this become an issue in American or international politics? What happened? Does anyone have an idea? Well, I thought we'd have a little bit more. Well, let me try a thesis and see if anyone agrees, disagrees with it. Can I take a quick guess? Sure, certainly. What's your name? Long. And are you a student in the Boston area? I work. Yeah, great. Oh, you work? Yes. Okay, yeah, please take a shot. I'm gonna go with, because the election's coming up, and now about foreign relation with China, with the President Obama and Mitt Romney. Yeah, I think there's a part of the answer. I think that's a good one. Anybody else? Yes. Is this like the U.S. also has some allies in the
Philippines is an issue? I think the Philippines is an issue. Anyone else? Yes, Tony. I think it's involved with the U.S. Evolving policy moving toward the Pacific area, especially with Secretary of Defense Panetta recent visit to Vietnam. I think the, yeah, Ben. My belief is the U.S. is going to come back to Southeast Asia, and the area is essential for the U.S. policies of coming back. And of course, the issue of the magazine was published related to the U.S. Defense Secretary's visit to Southeast Asia, to Asia, and in particular to Vietnam, and in particular, more particular, to Cambodia. I agree with all of those. I have a little I don't want to call it a theory. It's too frivolous for a theory, but I think part of the answer starts with President Obama's first visit to China. I think when Obama administration comes to power, I think that his foreign policy instincts are, let's try to do what Vietnam does. Let's try to have a very good relationship with China and not have any conflict. Let's try that. Let's try to see what the Chinese are like. And my impression is that they try to do it over global warming. They try to do it over the issue of carbon emissions. And that the Chinese don't entertain any of the Obama administration's overtures towards cooperation in any new way, and maybe even a more aggressive way with Obama than they thought that they would have with the Bush administration or the previous administrations of Bush or anyone else in the late 20th century. And I think that that's also true with Iran. I think the Obama administration is trident. It was part of the big difference between Mrs. Clinton and Obama in the last election was Obama was going to try to have a better relationship with Iran and try to have conversations with Iran that would lead to some form of stronger engagement. That was, in the Iranian case, also rebuffed. So, in both the instances of China and Iran, I think you see a different kind of Obama than people had predicted. I think you're seeing a more focused Obama in foreign affairs. And in particular, I don't think much would have happened in the EC if it wasn't for a mistake that China makes. And I think my own little theory of why this map and this article exists is when the South Korean Navy ship was attacked by North Korea, and China would not condemn the attack of the North Korean attack on the South Korean naval ship. It adds East Asia to Southeast Asia's concern about China, and it ratchets up one more idea that I think the United States
and Vietnam share. The United States and Vietnam share a strategy about how to deal with China. They share the same strategy. Vietnam's strategy is, we want peace with China. We will do everything in our power to have a good relationship with China. There are things that you can do to Vietnam where you will have a war or you will have tension. That's also true with the United States. The United States also wants a fairly interesting and good relationship with China. So you have both the United States and China both wanting, excuse me, the United States and Vietnam both wanting good relationship with China. China, as I think as Dr. Tai was pointing out, very aggressive. You know, they're very aggressive. And that aggressiveness, I think, comes into play a little bit more after the United States doesn't only add the ASEAN countries, which we're going to talk about, the ASEAN, they add East Asia, they add South Korea, they add Japan. And then when that happens, that gives an opening for the American strategy to shift slightly, and it shifts. And this is a shift. And Vietnam also, I think, very skillfully uses its position as the chair of ASEAN a few years ago to get the EC issue into the regional dialogue. I don't know how long it's going to stay there, but I think both the US and China have basically followed the same approach. Use what you can to ratchet up the way to have a form of dealing with China, responding to China's sort of aggressive, certainly more aggressive actions. Now, I think the other issue that is certainly true, this is true in Vietnam, I think you're going to be seeing, you know, a slower growth rate, a slower, you know, China grew very, very fast for 30 years. It grew, you know, almost 10% a year for 30 years. It grew twice as fast as Vietnam. China's economic performance has outpaced Vietnam's in the last 20 years. So for about the same amount of investment per capita, China grew twice as fast as Vietnam. China has a much more efficient economy. Mr. Zhu is a specialist on this. China's economy is much more efficient than Vietnam's. And it has gotten themselves overbuilt in lots of things, and they're now certainly going to be looking at a slower growth rate. The issue is that slower growth rate going to make them more aggressive or less aggressive? And you know, it's not clear. We certainly don't know the answer to that, and we don't have a way of predicting that. But I think that that is the issue. And I think I was frankly surprised by the Panetta clarity. I was surprised by Mrs. Clinton's clarity. And from what I've learned recently, I think that Mrs. Clinton's strategy sets out what these colleagues were talking about, both the issues of the jurisdiction of the UNORC and of traditional sovereignty laws. And you know, what I see is an important connection between law of the sea and the issues that were raised by both of my colleagues previously. This connection between the law of the sea and of traditional geographical international law aspects of this, you know, I think Dr. Tai's, you know, it's silly, but it has to be dealt with in some form. But that's my view. I think everyone has a piece of that, but I think this is an issue. I don't think it's clear exactly what will be next.
I think there's reluctance on both Vietnam and the United States about an even more aggressive way forward. I think we're looking at what we have. It's not clear what's going to happen next. There's certainly divisions in ASEAN, which I think are important. All the claimants are not together. Certainly Myanmar, Cambodia are not, you know, the 10 members of ASEAN are not united on how to deal with this issue. Vietnam has, you know, the most significant leadership ability inside international fora, but it doesn't have Thailand, really doesn't have Indonesia, and so that's why I think that connection with East Asia is actually probably bigger than the connection to ASEAN. ASEAN is a weak, I don't want to say insignificant, but it's, if it doesn't deal with this issue, it certainly would be insignificant, of becoming more and more insignificant. But anyway, the issue is, if you read the piece in The Atlantic, I mean, I think you'll see an American version of what my colleagues presented to you this morning. You'll see an American version of that. And I think it's a very good article. You know, there's things about the Vietnamese political system in it, or the Vietnamese politics, and I don't agree with, but I think if anyone who's at this conference that has this level of interest, this is a fine article, and, you know, really, I think worthwhile to take a look at. The other issue I think is important to sort of take a look at, and I'm quite surprised by it, frankly, was, and I think the issue you raised, the Philippines. I don't know what anyone thought here, but if anyone has any thoughts about how they read the news of President Obama's visit with President Aquino about a week ago, I guess, 10 days ago anyway. You know, I was surprised that it was a little timid. You know, I thought it was a timid meeting. You know, the United States has a defense treaty with the Philippines. If you attack the Philippines, the United States has a treaty obligation to defend the Philippines. And there's no doubt in my mind that they would. But can we go back to the first line? Whatever they were doing over here on the name of this place, the Scarborough, right? Whatever they were doing over there, you know, they have, and I think this is part of the story. They have an American Coast Guard cutter as a warship. Okay, now Vietnam's Navy is much better than the Philippine Navy. There's no question about it. I don't know whether we need 6-kilo submarines, but the Philippine Navy is a Coast Guard, you know, a cutter that defends. It's a minor ship, you know. It cannot engage in any form than the non-military ships of China's Navy. Okay, so they get into a little bit of a scuffle. I think the U.S. is not completely sure who started it. You know, I think it's justified. But, you know, you got to remember that the Philippines might have a treaty with the U.S., but they used to have Subic Bay, and they don't anymore. They asked, you know, they asked the Americans to leave. Now, if you have Subic Bay, once you had Subic Bay, now you have a Coast Guard cutter, you know, you got a problem. And, you know, they do not have a way to deal with this outside of having the United States be involved in it. And I'm not sure the United States is jumping up and down saying,
I can't wait to go to war with China over the Philippines. You know, they don't want to do that. You know, the United States is not crazy. You know, they have the same strategy that Vietnam has. Let's avoid war at all costs. Let's have a war if we have to have one. But they certainly don't want one, and they don't want the Philippines trying to get them into one or trying to defend the Philippines too strongly. So I think the backdrop, I think, is the point of ISA. I think if you look at the two events, I would say, what one was more successful? President Aquino's visit to the White House or Leon Panetta's visit to Cam Ranh Bay? And I would say that Leon Panetta's visit to Cam Ranh Bay was a more important and better staged event in Vietnamese political diplomacy. That's what I see. What would happen further, I don't know, on either my own judgment about what the U.S. would do about what Vietnam would do. I don't think there's going to be a war. I think there's going to be, you know, some ground games and some fooling around and see what happens. I went the other day to the hearings that Senator Kerry had on whether the United States is going to sign the Laurel Sea Treaty. Certainly the American military's presentations 2 days ago. Yes, 2 days ago. No, it was yesterday. On Thursday. On Thursday morning, the Joint Chiefs of Staff, the Navy, the Coast Guard, testified in the Senate that it's the interest of the United States of America to join the Law of the Sea conventions. And it would specifically help them in dealing with the South China Sea in a legal sense. They don't want to deal with it in a military. They can deal with it in a military sense easily. That's no problem. It's a problem because it might mean there's a conflict they don't want. But they need to deal with it the way that Vietnam is dealing with and the way that the colleagues are describing it, deal with it in sort of the rule of law of water of the sea. And it would help the United States if it joined that convention. And, you know, we have a divided, I think like Vietnam, we have a divided government about whether or not we want to join that convention. And so the point I'm trying to make is that I think Vietnam and the United States have the same constraints on themselves and complicates, but makes this whole dynamic very interesting. So I think the issue that I think Vietnam rightfully asks, and I think the United States asks it back, is what is there a, this is an issue, I think, an unresolved issue, but the last of the three issues that I want to talk about, get some more questions, is the United States going to make a grand bargain with China and leave the Southeast Asian countries, you know, to do what they can, and a future is going to be connected between a grand bargain with the United States and China, the great powers will make a deal, and if you look at the Aquino visit, you say, yeah, maybe there's a possibility, but I don't think that's likely because of, I think, a strong commitment from the strong East Asian countries, maybe with the exception of Taiwan, but certainly South Korea, Japan, and the stronger ASEAN countries, I think the United States will not be making a grand bargain with China in anyone here's lifetime. So, thank you. Thank you, Mr. Valerie, for his very clear and very helpful presentation. It is the last jigsaw of the pictures of Vietnam sovereignty over Spratly and Paracels, Iceland. Bây giờ chúng ta sẽ có
15 phút nghỉ ngơi và thảo luận ngoài lề. Sau đó thì chúng ta vào tiếp tục với phần thứ hai của chương trình là làm sao để những cái thông tin của qua những cái diễn giả nói chuyện hôm nay chúng ta đến được các bạn bè quốc tế và cũng như là đến được với thế giới học thuật ở Mỹ một cách tốt, một cách nhanh chóng, xác thực và đầy đủ để cho mọi người có đầy đủ thông tin hơn với chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Xin mời quý vị 15 phút.